Vào một ngày đầu thu năm 1999 này, ở một làng chài trên phá Tam Giang, cách thành Huế chưa đến 10 km, có một sự kiện đặc biệt. 233 đứa trẻ ở độ tuổi đến trường được cấp giấy khai sinh. Những chiếc giấy khai sinh muộn màng. Đối với anh Dương Văn Trần ở thôn Tân Bình, xã Phú Tân, thị trấn Thuận An, việc hai trong chín đứa con của anh được cấp giấy khai sinh là một sự việc đầy ý nghĩa. Người ngư dân này đã quyết định thưởng cho hai con và chính mình một chuyến đi Huế. 12.000 đồng cho một chuyến xe lên Huế, quả là một chuyến du lịch trong mơ cho cả ba cha con. Ngơ ngác xa lạ trước một thành phố thơ mộng, ba cha con làng chài dè dặt bước trên thành Huế. Cha của hai đứa trẻ cứ nắm chặt hai bàn tay nhỏ theo bản năng của một người cha, một người suốt đời sống trên sông nước. Cha của chúng không biết chữ, còn hai đứa trẻ chưa kịp tới trường, nên họ đâu biết nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ba cha con họ càng không biết rất nhiều tiền đã được bỏ vào đây để dựng lại thành quách lăng tẩm của một triều đại đã kết thúc hơn nửa thế kỷ. Con họ đang nghĩ gì, đó là điều khó đoán định. Có lẽ bên bờ sông Hương tuyệt đẹp này, họ đang nghĩ về con thuyền, nghĩ về vùng sông nước quê hương. Với chiều dài gần 100 km, phá Tam Giang chạy dọc theo bờ biển Thừa Thiên Huế, qua năm huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc. Diện tích của phá Tam Giang lên đến 22.309 hectare, trong đó có đến 8.000 dân vạn trài vẫn lấy thuyền làm nhà, lấy mặt nước làm quê hương. Nơi đây, cả ngày lẫn đêm, những người dân bằng tất cả những gì có thể để kiếm con tôm, con cá, cần câu, đơm, đó, lưới dê, lưới bén là những thứ đã có từ ngàn đời giúp người dân kiếm sống, giúp họ tồn tại từ thế hệ này qua thế hệ khác. May mà thiên nhiên đã ưu đãi, con cá, con tôm vẫn sinh sôi để nuôi sống họ. Cũng như bao người dân ở phá Tam Giang, ngôi nhà của gia đình anh Dương Văn Trần, chị Hà Thị Thảo và chín đứa con là một con thuyền gỗ. Tất cả sinh hoạt của 11 con người gói gọn chưa đến 8 thước vuông. Xa lạ với những thứ văn minh đô thị, không điện, không đài, không tivi, không sách báo. Quả là họ chỉ còn biết trông vào trời Phật. Nhờ trời đêm xuống cá tôm thèm ánh sáng nên đêm đó của dân chài nơi đây dường như nhiều tôm cá hơn. Vợ chồng cha con lặn ngục trong đầm nước lợ tìm kiếm miếng ăn cho cả gia đình. Tất cả số tiền nhỏ nhoi có từ việc bán con tôm, con cá sẽ trang trải cái ăn cái mặc cho mỗi gia đình có ít nhất 6-7 miệng ăn.
Vào tháng 9 hàng năm, khi vụ làm ăn kết thúc, những cư dân ở vùng nước này lại đến ngôi miếu Thuận An để cúng lễ. Cuộc sống sông nước bắt họ phải tin vào trời Phật. Tôm cá kiếm được ở nơi đây là tấm lòng thành họ dâng lên thần linh. Họ tin tấm lòng thành cùng những lễ vật mọn mà họ phải gồng lên mới có kia sẽ có phép màu giúp họ có cuộc sống khá giả hơn, sung túc hơn. Cuộc sống khốn khó, bó gọn trong chiếc bui thuyền khiến những người dân nơi đây sống hoang sơ đến lạ lùng. Đối với họ, chuyện khai sinh, khai tử, hộ khẩu, hộ tịch là những thứ xa lạ, không thiết thực. Những cán bộ tư pháp hiểu rất rõ rằng con đường họ đi trên sông nước hôm nay là con đường đưa người dân đến gần hơn với cộng đồng. Họ cũng hiểu rất rõ rằng cách thức làm việc duy nhất đúng là cảm hóa, thuyết phục người dân, xóa đi nếp nghĩ, nếp sống lạc hậu không phải là công việc của ngày một, ngày hai. Đối với những cán bộ tư pháp vùng đầm phá, thì việc gặp được cả hai vợ chồng cư dân Vạn Trài là một điều may mắn. Ròng rã cả tháng trời, ông Nguyễn Phong Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý tỉnh Thừa Thiên Huế cùng hai đồng nghiệp mới lập được 21 hồ sơ cho một lớp học tình thương. Bởi lẽ cư dân nơi đây hiếm ai có hộ khẩu, có chứng minh thư. Cuộc sống nay đây mai đó trên đầm phá khiến những người dân Vạn Trài biệt lập với xã hội. Cuộc sống bấp bênh trên sông nước không phải là điều kiện để vợ chồng con cái luôn được sum vầy. Ngày 1 tháng 8 năm 1999, anh Dương Văn Trần, người cha của 9 đứa con, đã làm một công việc hữu ích cho gia đình mình. Đó là điểm chỉ vào tờ đơn xin cấp giấy khai sinh quá hạn cho các con của mình. Thưa anh, với tư cách là một người cha của 9 đứa con, thì anh cho tôi biết là cái lý do tại sao mà đến giờ phút này anh bắt đầu mới làm cái thủ tục để đăng ký khai sinh cho các con của mình. Dạ, thưa chính quyền sau nữa là thưa các bác, các anh như thế này, thì chứ cái này là cũng do kinh tế. Điểm nhất, điểm thứ hai là cái chứ đây cũng làm có sinh là cũng giờ là thì cháu thôi, chứ thì anh vợ chồng con cũng là chẳng có chi, chứ là mới làm năm 99 ý, cũng là giờ thì cháu ra tại gia đình là giờ cháu làm là từng gia đình một. Giờ làm cái sinh tiền cũng là chưa mấy làm thay cháu đấy chứ con, chứ khi được thì con mắc đi làm đánh cả cũng là có kinh tế thì không đi làm được cho con. Dạ. Đó thì là trong... Thật may mắn cho những cán bộ tư pháp ở Phá Tam Giang. Họ luôn được sống trong một không khí đầm ấm chân tình của bà con cư dân đầm phá. Công việc của họ thật đáng trân trọng, bởi cuộc hành trình trên những con thuyền độc mộc kia là cuộc hành trình giúp đồng loại đến gần hơn với cuộc sống văn minh, tạo cơ sở cho sự hòa nhập của ngư dân trên Phá Tam Giang vào cộng đồng dân tộc. 29 xã còn lại của vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế còn đang chờ họ. Hàng ngàn trẻ em đang mỏi mắt trông họ từng ngày, từng giờ. Chưa có giấy khai sinh, những đứa trẻ chưa được đến trường, và cái rốt, cái nghèo sẽ đeo đẳng chúng suốt cuộc đời. Đến bao giờ những đứa trẻ của 29 xã vùng đầm phá Tam Giang sẽ được cấp giấy khai sinh như những đứa trẻ ở thôn Tân Bình, xã Phú Tân, thị trấn Thuận An? Đó là câu hỏi nhức nhối mà câu trả lời thuộc về Đảng,
chính quyền, đoàn thể, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chỉ có sự quan tâm trợ giúp về nhiều mặt của ngành tư pháp từ trung ương đến địa phương mới có thể giải quyết triệt để việc cấp giấy khai sinh cho trẻ em vùng đầm phá. Nhưng có lẽ việc đầu tiên phải làm là tạo ra cơ chế chính sách phù hợp cho những cán bộ tư pháp trực tiếp đi làm thủ tục cấp giấy khai sinh. Đối với vùng đầm phá này thì nói chung là có một đặc biệt riêng biệt là về vấn đề là nhất là từ nay về sau mà tiến hành khai sinh thì nên có một chế độ đối với cán bộ tư pháp. Bởi vì nếu như mà chỉ để cho dân đến xã làm thì là rất nhiều khó khăn. Họ lo vấn đề cuộc sống, đi lưới, đi chài cho nên không có thời gian. Mà cán bộ tư pháp phải đi về đến tầng nơi thì thực ra mà nói là không có một cái chế độ gì hết ngoài cái tiền lương của tư pháp xã là làm việc buổi sáng. Thế nên vì vậy mà cũng kiến nghị cần có một cái chính sách đối với những người đi làm đến tầng từng gia đình để giải quyết cái hộ tịch cho bà con. Việc cấp phát giấy khai sinh cho trẻ em vùng đầm phá đã khơi thông một cuộc hành trình khác, cuộc hành trình đi tìm cái chữ. Tạm bỏ sau lưng những trò chơi trên sông nước và cuộc sống lam lũ, những đứa trẻ đã có giấy khai sinh luồn lách qua những con thuyền của làng chài để đến trường. Những đứa trẻ lớn thì tự bơi thuyền vào bờ, còn những đứa nhỏ hơn thì phải trông cậy vào người lớn. Khoác trên mình chiếc cặp quá cỡ, những đứa trẻ này dường như còn mang theo những mong ước của ông bà, cha mẹ, anh chị em và bà con làng chài. Đó là mong ước có được cái chữ. Cuộc hành trình đầy quyết tâm của những đứa trẻ thơ dại còn góp phần xóa đi một quan niệm được lưu truyền trong ngư dân từ đời này qua đời khác: cái chữ không giúp ích gì cho việc tìm con tôm, con cá. Vì còn nghèo, cả thôn Tân Lập chỉ có một phòng học nên những đứa trẻ này phải thay nhau học 3K. Việc dạy 3K lại xen kẽ trình độ là những khó khăn mà thầy giáo Lâm Thành Châu phải vượt qua. Ở cái làng chài nhỏ bé này, không ai lại không biết người cán bộ tư pháp Lâm Thành Châu kiêm nhiệm công việc của một ông giáo làng. 24.000 đồng cho một học sinh trong một năm là số tiền nhà nước cấp cho ông giáo Lâm Thành Châu. Vâng, chỉ có lòng nhân ái, tình thương trẻ mới có thể giúp ông giáo Châu vượt qua gian khó, đưa cái chữ đến với con em cư dân đầm phá. Cũng chỉ vì chưa có giấy khai sinh, những đứa trẻ này phải đứng bên song cửa sổ để học theo các bạn. Mà trước đây trong cái hoàn cảnh là chưa có giấy tờ về khai sinh đảm bảo, và cũng là do hoàn cảnh gia đình, kinh tế của các gia đình khó khăn, cho nên là chiêu mộ về đây số các em tự nguyện đến đây học cùng cái lớp học này. Thì hiện nay có 150 em, và trong số 150 em nữa thì có là hiện đang học lớp 3 là 42 em, lớp 1 là 50 em, và cái lớp mà tình thương mà ở cái dạng tuổi mà chưa đến mẫu giáo thì quá tuổi mà vào trường thì lại là không có giấy tờ, cho nên ở đây cũng thu nhận vào dạy luôn để đềm cho cái năm vào lớp 1, chuẩn bị sắp đến để làm giấy tờ cái sinh xong là cái vào lớp 1. Cũng như bao vùng quê nghèo khác, sau giờ học những đứa trẻ ở phá Tam Giang phải tìm chỗ chơi thú vui trên sông nước.
chúng xa lạ với tất cả những trò chơi, đồ chơi mà trẻ em thị thành ưa thích. Phá Tam Giang nghèo khó bỗng trở thành công viên nước miễn phí của những đứa trẻ. Đứa con thứ năm của người đàn bà quá Trần Thị Mai không được đến nhà trẻ mà phải theo mẹ ra đầm. Nó đâu biết mẹ của nó phải đi làm thuê, không thuyền, không lưới. Người đàn bà quá mới hơn 30 tuổi này phải làm bất cứ việc gì trên phá Tam Giang để nuôi dưỡng năm đứa con thơ. 2 năm trước, một cơn bão bệnh đã cướp đi người chồng, chỗ dựa của cả gia đình, chỉ để lại cho chị túp lều và 5 đứa con thơ dại. Giờ chưa vay tiền thì cũng biết nghề chi mà làm cả. Chứ cũng khổ, chứ mẹ mà 5 con thì biết nghề làm chi đi. Theo chủ trương của chính quyền, những người dân Vạn Trài được đưa lên bờ định cư. Và cách tốt nhất khi không có tiền là vác luôn mui thuyền lên bờ. Thật dễ hiểu khi họ lại phải bê mui lắp vào thuyền và trở lại sông nước. Chính quyền địa phương thấu hiểu tình cảnh của dân, nhưng dường như lực bất tòng tâm. Còn biện pháp sắp đến thì để ổn định để cho bà con sống được lâu dài. Trước hết là chúng tôi ổn định về mặt nhà ở, nâng cao đường xá cho những đi lại ổn định, đồng thời nâng cao vực mặt dân trí để những được học tập, học hành. Về sản xuất thì chúng tôi sẽ tổ chức là cái đánh bắt xa bờ, tạo điều kiện cho bà con được thuận lợi, được vay vốn để làm sao là nâng cao đời sống. Về phía trung tâm thì tạo điều kiện cấp những cái diện tích đất để bà con có điều kiện khoan nô, nuôi trồng thủy sản để nâng cao cuộc sống hàng ngày của nhân dân. Để đảm bảo cuộc sống trên thì chúng tôi có kiến nghị về quý cấp một là nên hỗ trợ chúng tôi để là như vậy là tạm ổn định cái nhà cửa cho nhân dân được yên tâm ở lâu dài. Mặt thứ hai là đề nghị quý cấp là giúp cho chúng tôi những cái dự án để có điều kiện khoanh vùng để nuôi trồng thủy sản, nhân dân được tin tưởng họ bám trụ ở trên cái đất, đừng để xuống là nước một lần nữa. Những chiếc nhà mui xen lẫn những ngôi nhà kiên cố như một sự thách thức. Vài thế kỷ rồi, phá Tam Giang vẫn ôm trọn trong mình những cư dân hiền lành, chất phác trong nghèo khó. Khi chúng tôi quay những thước phim này, thì phá Tam Giang cũng như thành phố Huế chưa bị trận lụt thế kỷ tàn phá. Ai còn, ai mất? Những ngôi nhà mui còn không? 6 mẹ con chị Mai sống ra sao? 7 đứa con của anh Trần, chị Thảo đã được cấp giấy khai sinh chưa? Đó là những câu hỏi day dứt khiến chúng tôi không thể không trở lại phá Tam Giang với hy vọng tất cả những đứa trẻ sinh ra vào thiên niên kỷ mới đều có giấy khai sinh, được đến trường như những đứa trẻ ở các miền quê khác. Chiều chiều trước đêm.